Mọi người thấy gì không? Đây là cái văn phòng làm việc mới của mình. Để setup được một cái phòng làm việc như thế này thì mình cũng đã mất một cái quá trình làm YouTube 9 tháng trở về trước để tạo ra được một cái nguồn thu nhập từ YouTube. Mọi người thấy sao? Cuộc sống thay đổi. YouTube nó khiến cho mình cũng như rất nhiều những anh em YouTuber khác có cuộc sống thay đổi rất nhanh. Và maybe có thể bạn sẽ là người tiếp theo. Và nếu như mình bắt đầu làm kênh YouTube trong 2024 này thì sau đây chính xác là 7 điều mà mình sẽ làm nếu như bắt đầu lại từ đầu. Nếu như bạn quan tâm đến cái chủ đề thú vị ngày hôm nay cũng như là rất nhiều những cái mà mình sẽ chia sẻ trong thời gian tới thì hãy nhấn nút like và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của mình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người 7 cái bước này. Thực tế trong khoảng tầm 4 tháng trở lại đây á, mình có một cái chương trình hướng dẫn làm YouTube và rất nhiều các bạn học viên của mình khi mà làm theo đúng 7 cái bước này thì họ có những cái kết quả nó xuất hiện rất là đáng kinh ngạc và nhanh chóng. Mà thực tế chia sẻ cho mọi người, đây không phải là mình tự mình biết, mà thật ra mình đã học tập và mình rút ra từ rất nhiều những người bạn làm YouTuber của mình cũng như những cái đối thủ làm YouTube của mình, những người mà đã thành công ở trên nền tảng YouTube này. Ok, bước 1 đó chính là xác định chủ đề cho kênh. Cái bước này là rất quan trọng. Có rất nhiều người họ làm YouTube nhưng mà họ rất là lan man ở việc không biết là cái kênh của họ là làm về cái chủ đề gì luôn. Điều này khiến cho họ rất là dễ bị mông lung. Sau đó lúc thì họ làm cái này, lúc thì họ làm cái kia, rồi lúc thì đi lạc đề, thích đăng video nào thì đăng, thích chủ đề nào thì làm chủ đề đó. Thực tế cái điều đó nó sẽ khiến cho kênh của bạn nó không bao giờ được đề xuất, tức là nó sẽ rất khó để mà tăng trưởng. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều tệp khách hàng liên quan đến từng chủ đề khác nhau. Nhưng mà nếu như mà bạn làm quá nhiều cái chủ đề lung tung ấy, ví dụ như bây giờ mình đang làm hướng dẫn kiếm tiền online là MMO, đúng không? Nhưng mà tự nhiên cái mình chọt một cái video khác, mình làm về review đồ ăn hay là mình làm về vlog du lịch, thì hai cái chủ đề du lịch với lại là ẩm thực kia nó không hề liên quan đến cái lĩnh vực MMO kiếm tiền online của mình. Cho nên cái luồng khán giả về ẩm thực hay là du lịch kia họ không hiểu gì về MMO, thì khi mà mình đăng những cái video về MMO á là họ không coi. Mà họ không coi thì thuật toán của nền tảng YouTube ấy nó sẽ đánh giá là kênh này không phù hợp với người xem, cho nên là người ta tương tác kém và nó kéo kênh đi xuống. Thế thôi. Cho nên cái bước chọn chủ đề nó rất là quan trọng. Và khi mà chọn chủ đề, có rất là nhiều bạn chọn theo cái sở thích của mình. Điều đó rất là tuyệt vời. Ok, number one. Tuy nhiên, nếu như cái chủ đề mà mọi người yêu thích á, nó có cái tiềm năng sản sinh ra thu nhập ở trong tương lai nó thấp, thì cái kênh của bạn về sau á, nó cũng khó để mà kiếm được thu nhập cao. Nếu như mọi người muốn thì ở bên trên này hay bên trên này đó, mình sẽ để cho mọi người một cái video mà mình đã liệt kê ra 101 chủ đề làm YouTube. Mọi người có thể là tham khảo video đó, sau đó mọi người sẽ liệt kê ra những cái chủ đề mà mọi người thấy là nó phù hợp đối với mọi người và nó có tiềm năng thu nhập lớn, bán những cái sản phẩm sau đó nè, hay là có thể triển khai được những chương trình hội viên, hay mọi người có thể là tạo ra những cái series hướng dẫn ngắn. Còn nếu như mọi người muốn biết cái cách mà lựa chọn chủ đề chuyên sâu hơn thì mọi người có thể là nhắn tin cho mình. Mình có chương trình hướng dẫn phù hợp cho mọi người. Ok, bước thứ hai, research đối thủ. Research có nghĩa là nghiên cứu. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu đối thủ? Hồi xưa có câu là cái gì mà học thầy không tài học bạn, đúng không? Ngồi trên ghế nhà trường nó khác. Mà khi mà chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta phải lăn lộn với đời, đúng không? Thì cái việc học ở đối thủ á, nó rất là quan trọng. Và ở đây cũng vậy, đối với cái việc mà làm YouTube ấy, khi mà chúng ta nghiên cứu đối thủ lớn ở trong cái chủ đề của chúng ta ấy, thì khi mà chúng ta mò vào nhà của họ thì chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái cách làm của họ rất là thú vị. Và đôi khi những cái đó nó sẽ là cái mà dạy cho mọi người được rất là nhiều. Mình ví dụ như vào xem những chiếc video mà hiệu quả của những cái đối thủ lớn này thì chúng ta sẽ thấy được là cái cách viết tiêu đề của họ nó có điều gì đó nó đặc biệt, nó mới khiến cho chiếc video đó nó lên top, đúng không ạ? Hay là họ sử dụng những cái từ khóa gì cho cái chủ đề này, thì những cái từ khóa mà họ sử dụng ấy, khả năng cao là khi mà chúng ta mang nó về ở bên kênh của chúng ta, nó cũng sẽ phù hợp và nó cũng sẽ giúp cho kênh của chúng ta nó phát triển. Hay là cái cách viết mô tả của họ, ở trong mô tả của họ thường á, những kênh mà rất lớn thì họ viết cái mô tả cực kỳ chất lượng cũng như là đạt cái hiệu quả cao, bởi vì cái cách bố trí ngôn từ cũng như cái cụm nội dung kiến thức của họ á, nó rất là bài bản khoa học. Thì đôi khi mọi người có thể học được cái điều đó. Mọi người sẽ đặt ra những cái dấu chấm hỏi là tại sao nó lại để như thế, tại sao nó lại viết mô tả như thế này, nó phải có một lý do gì đằng sau đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ thông qua việc research đối thủ. Và nói đến đây á, có nhiều bạn sẽ hỏi rằng là nhưng mà làm sao để mà biết đối thủ nó sử dụng cái từ khóa gì hả Dương? Ok, nó có một cái công cụ gọi là VidIQ. Thì cái VidIQ này nó là một cái extension, là một cái tiện ích mở rộng để mọi người có thể là khai thác được rất nhiều yếu tố về SEO của đối thủ. Trong đó có cả cái việc mình biết đối thủ sử dụng những cái từ khóa nào cho kênh của họ cũng như là những chiếc video của họ. Đấy, thì VidIQ nó có bản miễn phí nha, tuy nhiên nó sẽ bị giới hạn. Còn nếu như mọi người muốn phân tích chuyên sâu hơn thì VidIQ nó có cái bản trả phí, thì bên mình đang có share một cái bản dùng chung giá khá là rẻ, khá là mềm trên thị trường. Thì đây là cái QR code, mọi người có thể là vào trong này và mua sử dụng nhé.
trường hợp nếu mọi người cần. Còn có một cái cách khác để mà tìm kiếm những từ khóa chất lượng, đó chính là mọi người sẽ sử dụng những cái thanh tìm kiếm ấy, thanh tìm kiếm của Google hoặc là thanh tìm kiếm của YouTube luôn. Thì mọi người gõ vào trong cái thanh tìm kiếm cái từ khóa chính nhất, ví dụ như cái từ khóa về bên kiếm tiền online của mình thì mình gõ kiếm tiền, đúng chưa? Nó sẽ ra rất nhiều những cái biến thể của cái từ khóa chính là từ kiếm tiền đó. Ok, lụm. Và bằng cái cách đó mọi người sẽ có được một cái bộ từ khóa rất là chất lượng cho kênh của mọi người. Rồi, bước 3 đó chính là quay và dựng. Mình tách nó ra thành quay và dựng, nó có cái lý do bởi vì có một số loại chủ đề á, mọi người không cần quay nhưng mà mọi người bắt buộc phải có kỹ năng là dựng. Dựng là dựng phim á mọi người. Quay là quay camera nè, đó, như mình đặt cái camera phía trước này đó và mình quay mình, sau đó thì mình sản xuất video xong mình đăng lên thì cái video này mọi người mới có thể là thấy được mà, đúng không? Về cái thể loại quay á, nó có rất nhiều những cái thể loại, lộ mặt, không lộ mặt, làm podcast hay như thế nào đó, vân vân, khá là nhiều. Và ở đây mình không thể nào nói sâu được vào cái quay này bởi vì tùy theo cái chủ đề của mọi người nữa. Ví dụ như có một số anh em làm về tổng hợp nội dung chẳng hạn, họ đâu cần quay đó, họ chỉ đi lấy những cái short ở trên mạng, sau đó thì về họ cắt ghép và họ lồng ghép phù hợp là nó thành ra một chiếc video, đâu cần quay, đúng không? Còn ví dụ như mọi người làm về cái chủ đề là du lịch hay ẩm thực thì mọi người cần phải đi ra thực địa, mọi người cần phải quay. Ví dụ như khoa bốc, anh phải đi qua chỗ này, anh phải đi qua chỗ kia thì anh mới quay được cái vị trí đó. Nhưng mà cái lối quay của anh á, nó rất là đơn sơ và mộc mạc, nó khiến cho người ta cảm thấy rất là thực tế, đúng không ạ? Và cũng có những cái người họ quay rất là chuyên nghiệp như là kênh của Lý Tử Thất. Thì mấy cái đó á, mọi người cần phải nghiên cứu đối thủ, tức là mọi người cần phải là quan sát đối thủ của mình, những cái người mà mình muốn hướng tới cái hình ảnh tương tự như họ. Sau đó thì mình sẽ thiết kế cái lộ trình để mà mình học tập những cái kỹ năng quay tương xứng, mọi người nha. Rồi, còn về dựng phim, có rất là nhiều người ngán ở cái chỗ đoạn này. Tuy nhiên, đó là hồi xưa thôi. Hồi xưa ấy, là khi mà công nghệ Internet chưa có phát triển cho lắm thì những cái phần mềm thượng thừa và đỉnh phong như là Adobe Premiere nè, hay là những cái phần mềm chuyên nghiệp như thế, tương tự như thế, nó rất khó sử dụng và nó đòi hỏi mọi người cần phải là đi học rất lâu để có thể là thành thạo được những cái phần mềm đó. Tuy nhiên bây giờ á, cái thời đại này á, nó mì ăn liền hóa rồi, cho nên rất nhiều những cái phần mềm nó bổ trợ xuất hiện dày đặc ở trên các app cũng như là trên những cái chợ ứng dụng. Và chính bản thân của mình nè, hồi trước đây mình sử dụng cái phần mềm là Premiere, tuy nhiên do mình cần phải edit nhiều và mình tập trung vào vấn đề content nhiều hơn cho nên mình chuyển qua sử dụng CapCut PC rất là nhiều và mình đánh giá rất cao về cái CapCut PC này và mình cũng ý thức được cái điều này, cho nên là trong cái thời gian vừa qua mình cũng đã có làm một cái chương trình khóa hướng dẫn sử dụng CapCut. Tất nhiên hồi xưa ấy, mọi người cần phải chịu khó 10 thì bây giờ ấy, sử dụng CapCut thông qua cái việc hướng dẫn của mình, mọi người chỉ cần chịu khó 1 đến 2 thôi là mọi người có thể là thành thạo được CapCut ở cái mức là sử dụng ít ra cũng như mình, mọi người nha. Thì thực tế ở trong cái thời điểm mà chiếc video này xuất bản thì mình chưa có công khai để mà bán ra thị trường cái khóa là hướng dẫn CapCut PC từ A đến Z này, nhưng ở trong video này mình sẽ tặng cho mọi người một cái đặc quyền là được mua trước với mức giá thử nghiệm cực kỳ mềm, người ta thường gọi là cái dịp mở bán trước để nó rất là rẻ, đúng không? Đấy, ok, mình sẽ dành tặng cho mọi người 200 suất nha. Đó, thì link mình sẽ để ở dưới nếu như mọi người muốn thành thạo cái CapCut này, hiểu rõ về nó từ căn bản cho đến chuyên sâu, mọi người nha. Và khi mà nó ra mắt thì nó sẽ không còn giá đó nữa đâu. Và mình cũng chỉ để dành có 200 slot thôi, cho nên em có thể là tranh thủ vào trong group này, sau đó quyết định mua hay không thì đó là tùy theo anh em. Và nếu như mà hết số lượng thì mình không bán thêm nữa nha, chỉ dành riêng cho anh em mà xem từ video này thôi nha. Rồi, và song hành với cái việc là làm video thì nó có một cái loại kỹ năng phụ mà mọi người cũng cần phải biết, đó chính là chỉnh sửa hình ảnh. Ví dụ như những cái chiếc thumbnail mà mọi người thấy là YouTuber mà họ làm, đúng không? Thì bây giờ nếu như mà chúng ta không biết cách làm hình ảnh như thế nào để cho nó đẹp, nó bắt mắt hay là nó đạt được cái hiệu quả cao thì cái video chính của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng thôi. Cho nên cái việc mọi người học thêm những kỹ năng về edit là cái điều đó chắc chắn rồi. Tuy nhiên quá nhiều kỹ năng như vậy nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất là nan giải khi mà làm YouTube. Thì trước đây á, những anh em mà làm YouTube ấy, họ phải thành thạo về Photoshop là một cái phần mềm chuyên nghiệp về chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên hồi nãy mình nói là đây là cái thời đại mì ăn liền hóa rồi, cho nên có một cái sản phẩm rất là thú vị, đó chính là Canva. Chắc chắn là mọi người đã từng nghe qua rồi, đúng không? Và đối với Canva ấy, mình làm được rất nhiều thứ. Thumbnail nó cũng có những cái mẫu sẵn cho anh em mình sử dụng rồi. Nó có rất nhiều cái tài nguyên mà thậm chí anh em có thể là lấy cái kho video cũng như là kho hình ảnh, kho âm thanh của nó để sử dụng cho cái việc làm YouTube edit video luôn á. Và khi mà mình làm YouTube ấy, mình tận dụng cái Canva này rất triệt để luôn. Nhưng mà để sử dụng được full cái chức năng của nó là anh em cần phải trả phí theo tháng. Thì rất là may, qua một cái khoảng thời gian dài mà mình làm YouTube, mình cũng đã chuẩn bị được một số nguồn tài nguyên nhất định, trong đó có Canva cũng bản dùng chung luôn với giá mềm hơn rất nhiều.
giúp cho anh em tiết kiệm rất nhiều chi phí trong cái quá trình làm nhà sáng tạo. Tuy nhiên những gì mà mình đang sử dụng thì mọi người cũng đều được sử dụng hết. Ok, nếu như mọi người chưa có Canva Pro để hỗ trợ cho công việc YouTuber này thì mọi người tìm đâu đó ở dưới phần mô tả, mình sẽ để cái đường link, hay là ở trên màn hình mình sẽ để cái mã QR để mọi người vào trong cái group mua. Nói chung là tất tần tật về những cái thứ mà làm YouTube là mình chuẩn bị đầy đủ cho anh em muốn cái gì hỏi mình cái là có hết. Có thể nhắn tin cho mình hỏi cũng được. Ok, sau khi đi xong bước 3 là quay và dựng video thì chúng ta sẽ đi qua bước 4, đó chính là chuẩn SEO cho chiếc video. SEO là gì? SEO á, mọi người cứ hiểu đơn giản là cái công việc mà chúng ta sẽ làm khi mà chúng ta upload, tức là chúng ta đăng tải chiếc video đó lên ở trên YouTube, làm như thế nào để cho chiếc video của chúng ta nó được xuất hiện ở trên top tìm kiếm. Ví dụ như bây giờ mình gõ cái từ là tiền Việt mất giá thì mọi người có thể thấy là mình đang ở top 3 đó, thì top 3 cũng là nằm ở trong top 10, đúng chưa? Thì khi mà cái video của mình ở trên top thì những cái người mà họ đi search những cái từ khóa như thế này, nó sẽ khiến cho cái tỷ lệ mà người ta click vào xem cái video của mình cao hơn rất nhiều so với những người mà ở top dưới. Ví dụ như những người mà ở top dưới ấy, thì người ta chưa thấy nên người ta chưa click vào, bởi vì người ta đã click vào để mà xem những chiếc video ở trên top rồi. Thì đó là cái hiệu quả của việc chúng ta SEO, làm sao để cho cái video của chúng ta nó lên trên top tìm kiếm mọi người ha. Và khi mà chúng ta SEO nó cũng sẽ cần phải có kỹ thuật SEO, bao gồm tiêu đề, mô tả, từ khóa, hashtag là chủ yếu mọi người nha. Viết cái tiêu đề như thế nào để cho thu hút người ta, người ta cảm thấy tò mò và người ta muốn click vào cái tiêu đề của mọi người. Làm thumbnail như thế nào để người ta cảm thấy bắt mắt, người ta nhìn phát là muốn vào ngay ở trong chiếc video. Thì hai cái đó là quan trọng nhất. Tiếp theo là trong cái phần mô tả. Khi mà viết cái mô tả là nó cần phải có chứa những cái từ khóa chính của chiếc video. Thì khi cái người mà người ta search ở trên cái thanh tìm kiếm ấy, thì nó sẽ tìm những cái từ khóa tương đồng đối với video của chúng ta, từ khóa mà xuất hiện càng nhiều trong mô tả, kể cả tiêu đề, từ khóa, thẻ tag, thì nó sẽ khiến cho chiếc video này có điểm SEO rất cao và rất dễ được dính đề xuất. Và từ đó thì kênh nó tăng trưởng thôi. Dễ hiểu đúng không anh em? Và cái phần này mình nói cực kỳ rõ và chi tiết ở trong cái chương trình hướng dẫn làm YouTube. Nếu như anh em nào quan tâm thì có thể là nhắn Zalo hỏi mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái chương trình hướng dẫn làm YouTube này bài bản chi tiết luôn anh em ha. Và sau cái bước 4 là chuẩn SEO thì chúng ta sẽ đi qua bước 5, đó chính là tăng tốc cho video và hack đề xuất. Từ ngữ nghe có vẻ là hoa hẹ cây lá cành đúng không, nhưng mà đúng là như thế. Sau khi mà chúng ta chuẩn SEO xong thì không phải là chúng ta cứ muốn đăng lên là đăng, mà nó còn có nhiều cái thủ thuật khác, như là mọi người đăng vào những cái khung giờ như thế nào, những cái khung giờ nào mà khán giả của mọi người người ta thường hay xem nhất thì người ta gọi là cái khung giờ vàng mọi người nha. Giờ mình hỏi mọi người nha, mọi người comment ở bên dưới, theo như mọi người cái khung giờ nào mà người ta thường hay xem YouTube nhất, đố mọi người biết đó. Trong ngày comment xuống 5 giây, đếm ngược 5 4 3 2 1. Mọi người có câu trả lời của mọi người chưa? Thực ra có rất nhiều những cái khung giờ vàng ở trong ngày mọi người nha. Ví dụ như buổi sáng khi mà mọi người mới thức dậy thì thường mọi người sẽ lướt mạng xã hội, trong đó có YouTube. Cái khung giờ đó nó rơi vào khoảng tầm từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng. Ok chưa? Nhưng mà cái khoảng giờ này á, bây giờ nó không còn phổ biến nữa. Cái này nó phù hợp với hồi xưa thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ dân ngủ nướng nhiều quá. Anh em nha. Rồi, cái khung giờ vàng tiếp theo trong ngày đó chính là 11 giờ cho đến 12 giờ trưa. Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mọi người nghỉ ngơi sau cái giờ làm việc buổi sáng. Đấy, thì đó là khung giờ tiếp theo nha. Nhưng khung giờ đó vẫn chưa có ngon bằng khung giờ vàng thứ ba đâu. Khung giờ vàng thứ ba nó rơi vào từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối. Tức là hầu như là ban đêm á, đa số mọi người đều dừng cái hoạt động làm việc rồi. Buổi tối là cái thời gian dành cho gia đình nghỉ ngơi và giải trí. Cho nên người ta có cái tỷ lệ mở YouTube ra xem rất nhiều. Mà YouTube nó lại là một cái nền tảng mà phổ biến thứ hai trên thế giới. Cho nên nếu như mọi người đăng tải vào cái thời điểm này là một cái thời điểm rất ngon, và mọi người để ý là kênh mình cũng thế. Mình cũng chỉ đăng vào cái khoảng thời gian là 7 giờ tối cho đến là 8 giờ tối thôi. Tới 9 giờ là, nhưng mà nên đăng sớm anh em ha. Còn một cái khung giờ khác dành cho những con cú đêm, đó là giờ gì hả mọi người? 10 giờ tối cho đến 12 giờ tối. Đấy, còn thức làm gì thì mình cũng không biết là họ làm gì, coi cái gì không đó. Anh hiểu ha. 3 khung giờ chính là trưa, gần tối và gần khuya mọi người nha. Còn cái buổi sáng thì nếu như sản xuất video nhiều thì có thể là sử dụng thôi. Ngoài ra sau khi mà đăng tải xong video á, nó còn một vài cái việc làm ở trong một cái giờ đầu tiên để cho cái video của chúng ta nó tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ vào cái việc là hack thuật toán. Thì cái hack thuật toán này nó cực kỳ hay, có thể nói nó là một cái điều rất quan trọng ở trong cái việc làm YouTube luôn. Cho nên nếu như anh em nào mà hiểu được về cái thuật toán và biết cái cách hack cái thuật toán này để cho cái video của chúng ta nó được đề xuất mạnh mẽ hơn những cái video của đối thủ, là coi như là chúng ta nắm 70% chiến thắng rồi anh em nha. Thì cái phần này á, nó sẽ tốn của anh em khoảng tầm 15 cho đến 20 phút để mà hiểu. Cho nên
nếu như mọi người muốn biết cái kỹ thuật của mình thì mình sẽ tặng cho mọi người một cái món quà. Thì mọi người sẽ quét cái QR code này, hoặc là mọi người sẽ tìm đâu đó ở trong cái phần mô tả nó có cái món quà về bí quyết hack cái thuật toán của YouTube theo cái cách của mình để giúp cho video nó tăng trưởng một cách thần tốc mọi người nha. Vậy thì sau khi mà video nó đã tăng trưởng như thế rồi thì mọi người nghĩ là xong rồi hả? Ồ, đó là một cái sai lầm rất là chí mạng. Bởi vì có thể mọi người sẽ phát triển trong một cái khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu như mọi người muốn làm YouTube theo đường dài á thì không phải là mọi người cứ lặp đi lặp lại liên tục cái vòng tuần hoàn đó là đủ đâu. Sau 10 chiếc video đầu tiên, mọi người cần phải ngồi lại và đánh giá, phân tích xem thử là trong 10 chiếc video đó là những chiếc video nào của mình nó đã tăng trưởng tốt, có những cái yếu tố nào nó khiến cho chiếc video đó nó tăng trưởng tốt hơn so với những chiếc video kia, hay là tại sao những chiếc video kia nó bị flop. Thì chúng ta cần phải ngồi lại để mình nhìn nhận và đánh giá. Thì từ cái việc là học tập chính bản thân, cũng như là những cái trải nghiệm, những cái thất bại, những cái thành công ở trong những cái video vừa rồi, thì chúng ta sẽ phát triển kênh nó được bền hơn, và cái kênh của chúng ta nó có một cái lộ trình phát triển tốt hơn, thì đi về đường dài nó mới bền được anh em ha. Đó chính xác là bước 6. Và sang đến bước 7, khi mà mọi người đã làm ra được một chiếc video, hay là mọi người đã đăng qua một khoảng thời gian và bắt đầu có sự phát triển nhất định. Ban đầu thì nó hơi cực một xíu anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì á là càng về sau á, rất nhiều chiếc video cùng nhau làm việc, và nhiều video cùng làm việc ấy, thì mọi người nghĩ thử coi, cái lượng sub mà nó tăng trưởng cũng như cái lượng view nó tạo ra phải nhiều hơn rất là nhiều so với thời điểm ban đầu, đúng không? Cho nên cái thời gian ban đầu vẫn luôn là cái thời gian mà khó khăn nhất. Thì mọi người cần phải vượt qua cái thời điểm ban đầu này. Và cũng bởi vì cái thời điểm ban đầu á là cái thời điểm mà mọi người mới bắt đầu làm, cho nên là chắc chắn là nó sẽ cảm thấy là nó hơi nhọc nhằn, nó hơi khó với mọi người thôi. Nhưng mà nó có quy tắc chung cho bất kỳ một cái trường hợp nào, đó chính là khó, quen và dễ. Khó đến quen rồi đến dễ mọi người nha. Ban đầu chúng ta làm thì nó hơi khó chút, nhưng mà chúng ta làm qua một khoảng thời gian dài, chúng ta làm liên tục 30 chiếc video, làm 100 chiếc video đầu tiên, thì lúc này chúng ta quen dần với cái việc là làm video, đăng tải video, chuẩn SEO. Đó, thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm nhất định. Và lúc này chúng ta khi mà quen rồi á, thì khi mà chúng ta làm qua một khoảng thời gian nữa, kênh nó đã tăng trưởng lên rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ dần. Cho nên là hãy kiên trì, đừng có bỏ cuộc sớm, thì thành quả trước sau gì nó cũng sẽ tới với bạn. Như bản thân mình thì mình cũng phải mất gần 20 chiếc video đầu tiên thì mình mới bắt đầu có một chiếc video nó được đề xuất, và từ đó nó kéo kênh của mình đi lên. Và cái quy luật này nó cũng đúng đối với những cái kênh khác thôi, và kể cả bạn trong tương lai nếu như kiên trì làm YouTube. Và thêm một cái keyword rất quan trọng nè: đúng, đủ, đều. Khi mà chúng ta làm á, chúng ta đặt ra cái mục tiêu là chúng ta làm bao nhiêu chiếc video, 30 chiếc video đầu tiên hay là 100 chiếc video đầu tiên, ok anh em. Và nếu như chiếc video này nó không tăng trưởng tốt thì chắc chắn sẽ có chiếc video khác nó tăng trưởng. Cho nên cái việc chúng ta là làm đúng, làm đủ và làm đều là ok, kiểu gì cũng lên. Và khi mà đã làm quen rồi á, mọi người nên xây dựng cho mình một cái team họ làm, chứ sau này đừng có làm solo một mình nữa. Tức là chúng ta sẽ đóng vai trò trung tâm, sẽ có nhân sự làm những cái việc phụ cho chúng ta. Ví dụ như cắt video nè, edit video nè, soạn kịch bản nè, đăng tải video, những cái điều đó chúng ta hoàn toàn có thể bàn giao lại cho nhân sự làm. Còn cái việc chúng ta là chúng ta sẽ đóng vai trò chính là quay, sản xuất video. Thì như thế mọi người sẽ thoát ly cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho YouTube để còn làm những cái điều khác. Thì đây chính xác là 7 bước rất là đỉnh cao mà mình đã đúc kết lại từ rất nhiều những cái người mà thành công trên YouTube, và mình áp dụng cho chính bản thân của mình. Nó rất hiệu quả và rất đúng anh em ha. Và nếu như mọi người muốn làm YouTube theo cái cách của mình hướng dẫn, thì có tin vui cho mọi người là mình đang có cái chương trình hướng dẫn làm YouTube với một cái mức giá mọi người không thể tìm ra được ở trên thị trường nữa luôn. Mọi người có thể là tham gia chương trình này và để rút ngắn cái khoảng thời gian mọi người học tập và sửa sai trong quá trình làm YouTube. Và khi mà mọi người học chương trình này á, thì nếu như có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì mình cũng sẽ trực tiếp giải đáp cho mọi người nếu như mọi người nhắn tin hỏi cho mình. Ngoài ra trong chương trình này á, mình sẽ có tặng cho mọi người hai cái món quà giá trị cực kỳ lớn, giúp cho mọi người nhanh giỏi YouTube nhất có thể, kể cả cái khâu edit luôn. Thì nếu như anh em quan tâm thì có thể là quét cái mã QR code này, hoặc là để ý đâu đó ở bên dưới cái phần mô tả mình sẽ để một cái đường link để mọi người vào để biết được cái khóa học này nó đặc biệt ở chỗ nào. Nếu như có bất kỳ thêm những cái thắc mắc nào, mọi người có thể là nhắn tin Zalo cho Dương hỏi trước, được chưa? Trước khi đưa ra cái quyết định là có học hay không. Ok. Rồi, thì mình tin rằng 7 bước ở bên trên nó sẽ thực sự giúp cho mọi người hệ thống được cái quá trình mà mọi người cần phải làm YouTube như thế nào, thay vì là gà mờ thì cái tỷ lệ thất bại rất cao nếu như không biết những cái điều này. Ok anh em ha, nếu như video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của mình sẽ sản xuất trong thời gian tới. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc video tiếp theo.